Mấy bà nên nhớ một điều là tụi mình đã ký hợp đồng rồi đó. Phải tuyệt đối tôn trọng nội quy của công ty. Nếu sai quy định thì sẽ bị phạt, sai nhiều lần sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm nhạc và đền hợp đồng cho Big Lion. Chiều anh chút xíu thôi. Sau khi ban giám khảo chấm điểm bài test của các em, tôi phải nói rằng chúng tôi rất lấy làm tiếc. Vì chúng ta đã không gặp nhau sớm hơn, các em đúng là những tài năng mà công ty chúng tôi đang tìm kiếm. Xin chào mừng các em đến với VG Entertainment. Yeah! Vậy là tụi mình làm được rồi. Xin chúc mừng các em. Công ty của chúng tôi sẽ sớm soạn thảo hợp đồng và làm việc với các em trong ngày gần nhất. Dạ, tụi em cảm ơn anh nhiều lắm. Yeah, mừng quá mấy bà ơi. Hồi trước ý, tụi mình trượt Big Lion mà giờ mình lại đậu VG. Cái này á, người ta nói là ở hiền gặp lành á. Khoan đã, tụi em vừa mới nói tới công ty Big Lion Entertainment không? Dạ, đúng rồi đó anh. Trước á, tụi em có tham gia cuộc thi tìm kiếm nhóm nhạc cho bên đó, nhưng mà rớt mất tiêu. À, mà nhỏ em có một bàn được chọn sau cuộc thi đó đó. Vậy à? Nhưng mà việc đó có ảnh hưởng đến việc em ký hợp đồng với lại VG không vậy? À, không. Hai công ty đâu có liên quan gì tới nhau đâu. Chỉ có điều gần đây công ty Big Lion có một vài lời đồn không hay. Không chỉ là một tin đồn đâu. Ở công ty chúng ta đã có một ca sĩ từng là của Big Lion. Vậy à? Vậy thì cô gọi cô ấy lên cho tôi gặp. Được. Alo, ca thi hả? Cô lên phòng khách đợi tôi một chút. Ok. Cô ấy lên giờ ấy. Tụi em cho anh hỏi nè, cái lúc mà tụi em thi vô công ty Big Lion á thì thể lệ thi như thế nào? Dạ, tụi em gửi clip trình diễn của mình cho công ty, sau đó công ty đăng lên page chính thức, rồi xem lượt like và lượt share của ai nhiều nhất là người đó chiến thắng ạ. Dạ, mà nhóm tụi em là nhóm có nhiều lượt share và lượt like đứng thứ hai luôn á. Chỉ thua nhóm Superstar thôi à. Superstar? Nhóm Superstar hả? Dạ, mấy bạn đó là chung trường la la với tụi em ạ. À, thôi được rồi, cảm ơn các em. Dạ. Đẹp trai rồi đó. Công nhận mình đẹp trai hết sảy con bà Bảy. Đẹp trai cỡ mình mà Kim không đổ cũng lạ. Nghe hơi vô lý nhưng mà rất thuyết phục. Ê, nhưng mà có điều mọi chuyện diễn ra hơi nhanh ha. Như là một giấc mơ vậy. Không phải mơ đâu, em đang ở cạnh anh đây nè. Đúng là như vậy rồi. Anh đúng là một người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này mà. Sau này em sẽ còn làm cho anh hạnh phúc hơn nữa cơ. Thiệt á? Em làm gì cơ? Anh muốn ăn cơm với cá thì em sẽ nấu cho anh ăn cơm với 101 loại cá. Anh muốn ăn cơm với thịt thì sáng nè, trưa nè, chiều nè, tối nè, hôm nay, ngày mai, ngày kia nữa, với 1001 loại thịt luôn. Chỉ cần anh không chán cơm thèm phở là được rồi. Anh đâu phải là loại người chán cơm thèm phở đâu. Anh yêu em nhất luôn á. Em vui anh nhất luôn á. Cái người này á, giữa thanh thiên bạch nhật, làm cái gì không biết nữa, thì khiến cái lỗ tai khỉ của mình cũng muốn nổi da gà luôn á. Ê nhưng mà nếu như mà Kim đối xử với mình như vậy thì cũng được. Mình vốn dĩ là người thích nhẹ nhàng và dễ thương mà. Muốn tìm người dễ thương ngoan hiền, anh tìm người khác đi. Tôi chỉ có nhiêu đó thôi đó. Nhưng mà anh có làm gì đâu. Tại hôm qua anh coi phim Hàn Quốc hay quá, tới bây giờ anh ngồi anh kể lại cho em nghe thôi. Tối ngày coi những bộ phim sướt mướt, anh có biết những bộ phim đó là làm lố lên không? Như vậy làm sao làm trụ cột gia đình được? Chắc tôi phải suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này. Ê, quá. Đừng chứ. Chứ bây giờ em muốn anh coi phim gì? Dĩ nhiên là coi phim hành động rồi. Phim siêu nhân, siêu anh hùng, trừ gian diệt ác càng tốt. Nhỏ giờ anh đâu có coi phim siêu nhân đâu. Anh sợ đánh đấm lắm luôn á. Anh có phải là đàn ông không vậy?
anh là đàn ông mà, đàn ông thật sự luôn á. Vậy giờ coi hay không? Coi thì coi. Anh yêu em mà, anh thương làm tất cả vì em thôi. Vậy có phải ngoan hơn không? Ui, cái cặp này còn ghê hơn nữa. Gì đâu mà bà kia muốn leo lên đầu ông này ngồi luôn rồi á. Yêu nhau mà như vậy là chết rồi. Ý, mà Kim của mình cũng là người mạnh mẽ ngang tàn. Có khi nào số phận mình cũng về ông ta? Alo, anh nghe nè. Xin lỗi anh nha Gin, chắc hôm nay em không đi chơi với anh được rồi. Em sao vậy? Có chuyện gì hả? Anh biết chuyện của Đông Đông và một số bạn lớp em đậu vào công ty giải trí Bitlion đúng không? Ừ, thì hôm bữa em có kể với anh mà. Tụi em mới nhận được thông tin Bitlion là một công ty mờ ám và có phối bóc lột nghệ sĩ. Bây giờ em lo cho Đông Đông lắm, không có tâm trạng đi chơi. Mà chắc anh vẫn chưa chuẩn bị đi phải không? Anh vẫn đang ở nhà. Có gì hôm sau mình đi cũng được. Nhưng mà em gọi điện cho Đông Đông chưa? Tụi em gọi rồi, nhưng mà không liên lạc được. Gọi cho gia đình thì ba mẹ Đông Đông bảo bạn ấy đã dọn vào nội trú trong Bitlion để tiện luyện tập rồi. Gia đình anh á cũng quen biết nhiều trong giới nghệ sĩ, cho nên là nếu mà có chuyện gì thì anh nhờ gia đình giúp đỡ được. Em đừng có lo nha. Thiệt hả? Em cảm ơn anh trước nha. Không có gì. Thôi, bye bye em ha. Dạ, bye anh. Dậy. Sáng banh con mắt ra rồi mà còn ngủ nữa. Biết lịch trình hôm nay dài lắm không? Đi đâu, đó là ngày nghỉ mà. Bực mình ghê luôn á. Phiền phức. Thầy ơi, hôm nay là ngày đầu tiên tụi em tới đây á. Mà tụi em chưa biết thầy có biểu. Với lại hôm qua còn nói chuyện với anh Hải tới khuya lận. Bây giờ vẫn phải đi làm sớm hả? Vậy mấy cô muốn được ngủ tiếp lắm đúng không? Nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có sức chứ ạ. Đây là cái công ty, chứ không phải là cái nhà nghỉ. Mà muốn vô đây ngủ thế nào là ngủ. Thời khóa biểu tôi đã nhận rồi. Bây giờ để các cô ngủ nữa thì lập ra thời khóa biểu để làm gì? Mới tới công ty mà đã muốn cải cách rồi. Thầy ơi, ý tụi em không phải vậy. Đúng là mất thời gian. Trong lúc các cô kỳ kèo với tôi ở đây thì nhóm nhà khác đã ra biết bao nhiêu là sản phẩm kìa. Coi thay đồ rồi đi trình diễn đi. Hôm nay có buổi chụp hình quảng bá nhóm nhạc mới đó. Sao ông thầy để hắc ám quá vậy trời? Bỏ tôi biết hỏi ai giờ? Giờ tôi còn sợ ổng nữa đó. Được rồi, tôi sẽ nói với ông Vũ Hải. Sao? Hôm nay buổi chụp hình tốt không? Dạ tốt ạ, bây giờ chỉ còn đợi Ellie chụp nữa là xong rồi ạ. À, thầy ơi, em có một việc muốn xin thầy, không biết là có được không ạ? Việc gì em? Dạ, chuyện là ngày mai là sinh nhật của mẹ em. Em muốn xin nghỉ một ngày để về với mẹ ạ. Ý em là em chưa tập tành được ngày nào mà đã muốn bỏ hay sao? Dạ không ạ, em không có ý đó đâu. Không về được một ngày thì một buổi cũng được ạ. Em xin nghỉ một ngày, rồi những người khác ở trong nhóm mỗi người xin nghỉ một ngày, thì cái nhóm này còn ra gì nữa? Em sẽ tập luyện bù lại ngày nghỉ mà thầy. Xem ra em vẫn chưa hiểu được vấn đề đúng không? Hôm nay tôi sẽ phổ biến lại nội quy. Thứ nhất là phải tuyệt đối tuân thủ theo lịch học của công ty đã đưa xuống. Thứ hai là phải tuyệt đối tuân theo chỉ thị của tôi, bởi vì tôi là huấn luyện viên thì không bao giờ sai. Và điều thứ ba, phải tuyệt đối tôn trọng nội quy của công ty, kể cả ăn uống ngủ nghỉ. Nếu sai quy định thì sẽ bị phạt, sai nhiều lần sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm nhạc và đền hợp đồng cho Big Player. Nội quy gì mà lạ lùng thế hả? Giống như là bọn em như đang ở trong danh trại. Đừng tưởng muốn nổi tiếng rồi ngồi ở đó mà chơi. Không có ai tự khắc đem hai chữ nổi tiếng cho mình đâu. Cuộc sống này không có cái gì mà dễ dàng hết. Còn cô nữa, cô đã rõ chưa? Dạ em hiểu rồi ạ. Gì vậy? Tập luyện thì cực khổ,
mà khẩu phần ăn thì ít, còn thua cả mèo như thế thì làm sao mà sống nổi. Bà hãy im mồm lại và ăn đi, tôi mệt và đói là đủ rồi, không muốn nghe bà cầu nhau thêm nữa đâu. Nhưng mà bà không cho tôi than làm sao mà được, khổ quá mà. Chứ giờ bà muốn tôi làm sao? Điện thoại thì cũng bị thu rồi, bây giờ có khác gì cá mắc cạn đâu. Bà có ngon vào bảo nhà bếp làm thêm đồ ăn đi. Thôi nè, bà ăn của tôi đi. Sao bà không ăn? Tôi không còn bụng dạ đâu mà ăn nữa. Còn bà, thôi bà bớt lầu nhầu đi. Lần tới gặp giám đốc hay phó giám đốc, tôi sẽ phàn nàn về chuyện này cho. Tôi không tin là họ giải quyết cho mình đâu. Tôi cũng đã thử hỏi chuyện ông Vũ Hải rồi, mà mấy bà biết ông nói gì không? Nói gì cơ? Ông ấy nói á, thầy Đạt đã truyền đạt đúng quy tắc rồi, giờ mình chỉ cần làm theo thôi. Vậy là họ cùng một ruột à? Nhưng mà sao bà không nói với ba bà? Nhà bà quyền lực lắm mà. Trời, đợi bà nói thì tôi mới nghĩ ra chắc. Mà đợt tôi thi vào Big Lion không có sự đồng ý của ba tôi, bây giờ tôi mà mở miệng ra, ba tôi cho ăn đòn trước tiên á, có khi còn cấm tôi làm ca sĩ nữa. Tôi cũng không dám nói với ba mẹ nữa, nói ra chị tổ làm thêm lo lắng, nhiều khi cũng không giải quyết được chuyện gì nữa. Nhưng mà mấy bà nên nhớ một điều là tụi mình đã ký hợp đồng rồi đó. Nhưng mà ca ca đi đâu rồi? Ừ nhờ. Ca ca. Chú Hải. Cái gì chú Hải nữa? Anh đã giận em bao nhiêu lần rồi? Dạ, anh Hải. Gọi vậy phải được không? Ủa mà sao giờ này em ở đây? Sao không vào trong phòng với mọi người đi? Tại vì bên trong mọi người hơi đông nên em thấy hơi ngợp á. Em ra đây cho thoải mái một chút. Bộ công ty của mình không có chỗ nào thoải mái và thoáng mát hơn chỗ này hay sao mà em phải ra đây để nghỉ ngơi hả? Em... Thì ra đây là lý do đó hả? Ca ca, cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ của các nghệ sĩ trong công ty là đều do công ty quản lý. Ai mà sai phạm có thể sẽ bị out khỏi nhóm. Chắc em chưa quên chứ hả? Anh, đây là lần đầu, anh tha lỗi cho em đi, đừng bắt em ra công ty mà. Lần đầu rồi lỡ có lần sau thì như thế nào hả ca ca? Dạ không có lần sau đâu ạ. Nhưng mà em có chắc là em nhịn đói được hay không? Dạ được, chắc chắn là em nhịn được. Không nhịn được em cũng phải nhịn cho bằng được. Anh tha lỗi cho em đi mà. Làm cái gì mà phải khổ sở như vậy chứ? Là để anh nói nghe nè. Là đấy, anh có một cách giúp em vừa cảm thấy thoải mái mà không có sợ bị đuổi ra khỏi công ty nữa. Em có muốn làm không? Cách gì vậy anh? Chiều anh chút xíu thôi. Cái điều quan trọng bây giờ đó là em phải làm công tác tự tử với tụi nó mới được. Quá gian xảo, mình bị cầm nắng chui rồi. Bây giờ chỉ còn cách là đợi Đông Đông về thăm nhà, mình qua thăm bả thì mới biết được thôi. Em chỉ muốn nói với anh như vậy thôi. Cảm ơn anh đã tha lỗi cho bọn em. Hát lên đi, nói ra đi, bài tốt hết nghĩ suy nghĩ là chi, nói yêu.